À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em thân mến, trong buổi học ngày hôm nay cô San sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản đọc hiểu số 2 của bài học Bầu trời tuổi thơ, đó chính là văn bản Đi lấy mật, trích Đất rừng phương Nam của tác giả Đoàn Giỏi. Trước khi đi vào nội dung của bài học, các em sẽ cùng cô đến với một phần khởi động nho nhỏ. Đó là chúng ta sẽ thực hiện cho cô yêu cầu trong phần trước khi đọc trong sách giáo khoa để hoàn thành cho cô phiếu học tập số 1. Đó là các em hãy kể tên một số miền quê của Việt Nam mà em từng đến thăm hoặc biết tới qua tác phẩm nghệ thuật như là tranh ảnh, phim hoặc là thơ văn. Và nơi nào thì đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Thì chúng ta thấy rằng ngay khi mà chúng ta còn học ở tiểu học ấy, thì chắc chắn là em đã từng có dịp được đi tham quan, được đi dã ngoại với lớp, với trường. Gia đình em có thể cũng đã cho em đến chơi hoặc là du lịch ở những cái miền đất mới mẻ. Bước chân em đã từng được đến những nơi ngoài địa bàn sinh sống của gia đình, ngoài quê hương của mình. Đó có thể là vùng đồng bằng quanh năm tươi tốt, là miền biển gió Lào cát trắng, là vùng núi cao hiểm trở, hay cũng có thể là nơi sôi nổi phồn hoa phố thị. Em hãy chia sẻ thật là cởi mở với thầy cô, với bạn bè về những cái điều mà em cảm thấy thú vị ở những nơi mà em đã từng được đi qua. Và ngay khi còn ở lớp 6, trong chương trình ngữ văn lớp 6 năm ngoái chúng ta học, thì các em đã từng được khám phá cái vùng biển đảo Cô Tô, được trải nghiệm hành trình đến với hang Én, được chứng kiến dòng sông Mekong hùng vĩ và đặc biệt ngưỡng mộ trước cái vẻ đẹp thách thức với thời gian của tháp Hương Mỹ. Mỗi một vùng đất thì chắc chắn đã để lại cho em những cái ấn tượng riêng khó phai mờ. Và mảnh đất phương Nam xinh tươi, đẹp giàu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, trong đó có tác giả Đoàn Giỏi. Nhà văn đã đem đến cho người đọc bao nhiêu cảm nhận phong phú, bất ngờ, sâu lắng, đầy thi vị về cảnh và người, về vùng đất cực Nam của Tổ quốc thân yêu, và đặc biệt qua đoạn trích Đi lấy mật, trích Đất rừng phương Nam mà ngày hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu. Và không cần phải chờ đợi thêm gì nữa, bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, đó là đọc và tìm hiểu chung. Trước hết các em sẽ cùng cô đi vào đọc văn bản. Với văn bản trong sách giáo khoa, khi đọc các em sẽ chú ý đọc với giọng to, rõ ràng. Trong quá trình đọc thì các em sẽ sử dụng các chiến lược đọc như là hình dung, theo dõi, tóm tắt, so sánh được thể hiện ở các thẻ chỉ dẫn. Và đồng thời thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nghĩa của những từ ngữ khó được chú thích ở chân trang. Cô lấy ví dụ về một số những từ ngữ khó mà các em cần phải lưu ý trong quá trình đọc văn bản. Đó là gì? Thứ nhất là chú thích tràm. Các em quan sát, tràm là một loại cây thân gỗ, vỏ cây dùng để chám thuyền, lá thì được dùng để làm dược liệu và tinh dầu. Thứ hai đó chính là chú thích gùi. Gùi là đồ vật đan bằng mây tre, được người dân vùng núi thường dùng để đựng đồ đạc và thường mang trên lưng. Tiếp theo đó là chú thích trà gạc. Đây chúng ta quan sát trà gạc. Trà gạc ở đây chính là một cái loại dao đi rừng của người dân tộc vùng thiểu số. Tiếp theo đó là chú thích ăn ong. Chúng ta chú ý cái thuật ngữ ăn ong này. Ăn ong ở đây có nghĩa là nuôi và lấy mật ong rừng thì được gọi là ăn ong. Tiếp theo đó là chú thích cơm vắt. Cơm vắt ở đây chính là cơm nắm. Rồi, chúng ta thường hay ăn sáng, được chưa? Rồi tiếp theo đó là chú thích chảng. Chảng đây là cái khoảng đất rộng không có cây hoặc là ít cây giữa rừng hay là giữa hai khu rừng thì được gọi là chảng. Tiếp theo đó là chú thích gầm ghì. Gầm ghì ở đây là tên một loại chim thuộc họ bồ câu. Đó là những từ ngữ khó mà chúng ta cần phải chú ý. Ngoài ra thì còn có một số những cái từ ngữ khác chúng ta cần đọc để cái quá trình mà đọc hiểu của chúng ta được dễ dàng hơn. Sau khi đọc xong văn bản, bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, đó là tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu những nét khái quát về tác giả. Tác giả của văn bản Đi lấy mật đó chính là tác giả Đoàn Giỏi. Trên bảng của cô đó chính là chân dung của tác giả. Tác giả Đoàn Giỏi, ông sinh năm 1925 và mất năm 1989, quê ở Tiền Giang. Ông là nhà văn của miền đất phương Nam. Hầu hết các sáng tác của Đoàn Giỏi đều viết về thiên nhiên, con người và cuộc sống nơi đây. Nhà văn đã tái hiện thành công vẻ đẹp của vùng đất phương Nam chủ phú và những người dân Nam Bộ chất phác, thuần hậu, can đảm, trọng nghĩa tình, với lối miêu tả vừa hiện thực, vừa trữ tình và ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương Nam Bộ cũng đã góp phần quan trọng làm nên sức
quấn hút cho cái tác phẩm của ông. Và ông đã để lại rất nhiều các tác phẩm tiêu biểu, trong đó chúng ta có thể kể đến một số những tác phẩm như là Đường về Gia Hương, Cá Bống Mú, Đất Rừng Phương Nam, Người Thủy Thủ Già Trên Hòn Đảo Lưu Đày, hay là Cuộc Truy Tầm Kho Vũ Khí, vân vân. Nếu có cơ hội thì các em hãy tìm đọc những tác phẩm này của tác giả Đoàn Giỏi. Tiếp theo chúng ta cùng cô đi tìm hiểu những nét khái quát về tác phẩm Văn Bản Đi Lấy Mật. Rồi, đầu tiên các em sẽ cùng cô đi xác định về thể loại. Thể loại của văn bản này đó chính là thể loại tiểu thuyết. Thứ hai là về xuất xứ. Văn bản được trích trong chương 9 tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam. Đây, chúng ta quan sát đây chính là bìa của cuốn sách Đất Rừng Phương Nam. Tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam ra đời năm 1957, gồm có 20 chương kể về cuộc sống của cậu bé An lấy bối cảnh ở miền Tây Nam Bộ những năm 50 của thế kỷ 20. Vì chiến tranh thì An bị lạc mất gia đình và trở thành một đứa trẻ lang thang. Cậu được bố mẹ của Cò cưu mang và trở thành con nuôi của họ. Sống với gia đình Cò thì An được yêu thương như con đẻ và cũng học hỏi được nhiều điều mới lạ, thú vị. Và tác phẩm Đất Rừng Phương Nam ấy thì đã từng được dựng thành phim với bộ phim Đất Phương Nam năm 1997. Và đoạn trích ngày hôm nay chúng ta được học đó là đoạn trích Đi Lấy Mật, là tên của chương 9 của tác phẩm Đất Rừng Phương Nam, đã kể lại cái việc đó là An theo tía nuôi và Cò đi vào rừng lấy mật ong ở rừng U Minh. Và chúng ta cũng xác định được phương thức biểu đạt của văn bản, đó chính là văn bản có sự kết hợp của các phương thức tự sự, miêu tả và biểu cảm, trong đó tự sự là phương thức biểu đạt chính. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi xác định về đề tài. Văn bản được viết với đề tài về thiên nhiên và con người phương Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi xác định về ngôi kể. Chúng ta thấy rằng trong văn bản này có xuất hiện người kể xưng tôi. Người kể xưng tôi tức là văn bản được kể theo ngôi thứ nhất, và cái người xưng tôi ở đây chính là cậu bé An. Cậu bé An xưng tôi và kể lại câu chuyện. Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất đã giúp cho lời kể được tự nhiên và chân thực. Và sau đây thì các em sẽ cùng cô đi xác định bố cục của văn bản. Các em sẽ lấy bút chì đánh dấu các phần bố cục vào trong sách giáo khoa, để một lát nữa thì quá trình khám phá văn bản của chúng ta được dễ dàng. Văn bản này có thể được chia ra làm 3 phần. Đó. Có thể có nhiều cách chia khác nhau, nhưng với cô San thì cô sẽ chia như sau. Phần 1 là từ đầu cho đến một lớp thủy tinh. Nội dung của phần này khắc họa cái khung cảnh thiên nhiên sáng sớm qua cái nhìn của nhân vật An. Phần 2 từ tiếp theo cho đến cây trà kia. Phần này kể về hành trình đi lấy mật của An, Cò và tía nuôi. Và phần 3 đó chính là những đoạn văn còn lại. Nội dung của phần này nói về cách thuần hóa ong rừng khác biệt của người dân vùng U Minh. Đó chính là bố cục của văn bản. Và sau khi mà chúng ta đọc văn bản thì các em sẽ có thao tác, đó là chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn lại văn bản để có thể nắm được cái nội dung một cách dễ dàng. Thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta tóm tắt như sau. Văn bản đoạn trích Đi Lấy Mật kể về một lần An với tía nuôi và Cò cùng nhau đi vào rừng lấy mật. Trong quá trình đi lấy mật thì An đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là không gian đất rừng phương Nam đẹp bí ẩn và cái cách thức lấy mật độc đáo của người dân vùng U Minh. Đó chính là đoạn văn tóm tắt văn bản. Và để tìm hiểu kỹ hơn, khám phá sâu hơn về nội dung của văn bản thì bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang phần 3. Đó chính là chúng ta đi khám phá văn bản. Các em sẽ cùng cô lần lượt trả lời các câu hỏi trong phần trả lời câu hỏi sau khi đọc, để cùng cô thực hiện các khám phá các vấn đề. Đó là chúng ta sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa các nhân vật trong đoạn trích. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu các nhân vật, như là nhân vật tía nuôi, nhân vật An, nhân vật Cò. Rồi tìm hiểu cảnh sắc thiên nhiên rừng U Minh, và đặc biệt là những cái ấn tượng về con người và đất rừng phương Nam của chính bản thân chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi khám phá. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng cô đi xác định mối quan hệ giữa các nhân vật trong đoạn trích. Sau khi mà các em đọc xong văn bản này rồi, thì bây giờ các em hãy kể tên cho cô xem là đoạn trích Đi Lấy Mật gồm có những nhân vật nào và mối quan hệ giữa các nhân vật đó là gì. Thì chúng ta thấy rằng văn bản này gồm có các nhân vật, đó là nhân vật tía nuôi, má nuôi của An, rồi nhân vật Cò và nhân vật An. Trong cái lời kể của nhân vật An ấy, nhân vật người kể xưng tôi, thì chúng ta biết được rằng nhân vật An chính là con nuôi trong gia đình Cò. Đây, chúng ta thấy một số cái, những cái chi tiết trong lời kể có nhắc đến đó là gì? Tía nuôi tôi đi trước, bên hông lủng lẳng chiếc túi da beo, lưng mang cái gùi bằng tre đan đã chát chai, vân vân. Hoặc là
Thằng còn thì đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vò nước, mấy gói cơm nắm, vân vân. Rồi tôi đã chen vào giữa, quẩy tòn ten một cái hồi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn nhà ai ngoài xóm bìa rừng, vân vân. Hoặc là đây, chúng ta thấy có những cái lời kể trong cái văn bản này thì nhân vật má nuôi không trực tiếp xuất hiện ở trong văn bản nhưng lại được xuất hiện qua cái lời kể của nhân vật An, qua những cái hồi tưởng lại những cái câu chuyện gắn liền với má nuôi đó. Thế thì chúng ta xác định được rằng An chính là con nuôi trong gia đình Cò, và việc xác định mối quan hệ giữa các nhân vật này sẽ tạo điều kiện cho việc tìm hiểu đặc điểm tính cách của từng nhân vật ở các hoạt động tiếp theo. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về nhân vật tía nuôi của An, đặc điểm về nhân vật tía nuôi ở phần thứ hai này. Sau khi mà chúng ta đọc xong văn bản rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nêu cho cô cảm nhận về nhân vật tía nuôi của An. Và cái cảm nhận đó thì dựa trên những chi tiết tiêu biểu nào? Chúng ta sẽ liệt kê ra cho cô các chi tiết miêu tả về ngoại hình, về cách ứng xử của nhân vật tía nuôi với cậu bé An, rồi với thiên nhiên ra sao. Nào, chúng ta có thể kể đến một số những cái chi tiết tiêu biểu ngay từ mở đầu văn bản, ví dụ như là gì? Đây, tía nuôi tôi đi trước, bên hông lủng lẳng chiếc túi da beo, lưng mang cái hùi bằng tre, đan đã chát chai, tay cầm trà gạc. Lâu lâu thì ông vung tay lên một cái, đưa con dao rừng rất sắc, phạt ngang một nhánh gai và dùng cái mẩu cong ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy, lôi phăng nhánh gai chắn ngang đường, vứt ra một bên để lấy lối đi. Đó, một cái đoạn văn mà chủ yếu nói về những cái hành động của nhân vật. Rồi, miêu tả ngoại hình, hành động của nhân vật. Hoặc là các chi tiết nói về cái lời nói, cách ứng xử của nhân vật đó là gì? Thôi, dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong hãy đi. Tía nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy. Quả là tôi đã mệt thật. Tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi mà biết chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Các em chú ý những cái chi tiết trong cái lời kể của nhân vật An. Hoặc là chúng ta thấy còn có chi tiết khác ở phần cuối, đó là gì? Chính tía nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi để về đóng tổ. Từ các chi tiết này chúng ta thấy rằng nhân vật tía nuôi của An hiện lên với hình dáng bên ngoài có vẻ đẹp của một người lao động từng trải, can đảm, vóc dáng khỏe mạnh, vững chãi, cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát. Trong cái lời nói, cách cư xử của ông với An thì thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương dành cho cậu con nuôi. Ông chỉ cần nghe An thở phía sau thôi cũng đã biết là cậu bé mệt và cần phải nghỉ chân. Chú tâm chăm lo cho An hơn là Cò vì biết An chưa quen đi rừng. Và ông gác kèo cho ông rừng làm tổ thì rất giỏi và bảo vệ đàn ông trân trọng sự sống. Từ các chi tiết này cho thấy tía nuôi của An là một người lao động dày dặn kinh nghiệm, tính cách mạnh mẽ, giàu lòng nhân hậu, yêu thương con người và thiên nhiên. Đó chính là chúng ta vừa tìm hiểu về nhân vật tía nuôi của An. Tiếp theo thì Kem sẽ cùng cô đi tìm hiểu về cảnh sắc thiên nhiên rừng U Minh. Vậy thì cảnh sắc thiên nhiên rừng U Minh được nhà văn tái hiện qua cái nhìn của ai? Và em hãy nhận xét về cái khả năng quan sát và cảm nhận về thiên nhiên của nhân vật ấy. Thì chúng ta thấy rằng trong văn bản này, nhà văn đã tái hiện lại cảnh sắc rừng U Minh qua cái nhìn của nhân vật cậu bé An. Nhân vật An đã quan sát, cảm nhận được vẻ đẹp phong phú và đầy chất thơ của rừng U Minh ở các khía cạnh như là ở buổi ban mai, cảm nhận về nắng và gió, về các loài vật, về cây cối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu xem là nhân vật An đã có những cái cảm nhận như thế nào về cảnh sắc thiên nhiên rừng U Minh. Đầu tiên là với buổi ban mai. Buổi ban mai, trong con mắt của An thì đó là một cái buổi ban mai yên tĩnh, trong vắt và mát lành. Nào đây, chúng ta sẽ cùng tìm ra được cái các chi tiết nói về những cái cảm nhận của cậu bé An về cái khung cảnh của buổi sớm mai ngay ở đoạn mở đầu của văn bản. Đó là gì? Buổi sáng đất rừng thật là yên tĩnh, trời không gió nhưng không khí vẫn mát lạnh. Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh. Ánh sáng trong vắt hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh. Đó là những cảm nhận ban đầu của cậu về một buổi sớm mai trong cái khu rừng U Minh. Đó là một cái khu
khung cảnh yên tĩnh, trong vắt và mát lành. Tiếp theo là cậu có những cái cảm nhận về nắng và gió. Nắng và gió. Gió thì thổi rao rao theo với khối mặt đất tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió thì đưa mùi hương ngọt lan ra phảng phất khắp rừng. Đó, những cái cảm nhận của cậu được thực hiện bằng nhiều giác quan. Rồi, tiếp theo đó là gì? Chúng ta thấy có những cái nhận xét, những cái cảm nhận của cậu về các loài vật ở trong rừng. Các vật đó là gì? Chim thì hót líu lo và hàng ngàn con chim bay vụt lên. Chim áo già màu nâu, chim manh manh mỏ đỏ, bóng như màu thuốc đánh móng tay. Lại có bộ lông xám cho điểm những chấm trắng, chấm đỏ li ti rất đẹp mắt. Những con chim nhỏ bay vù vù kêu líu díu, lượn vòng trên cao một chốc, lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Đó. Hay là những loài côn trùng bé nhỏ kỳ lạ như là gì? Mấy con gỉ nhông nằm ươn mình phơi lưng trên gốc cây mục. Cái sắc da lưng thì nó luôn luôn biến đổi, từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh, vân vân. Những con vật thuộc loài bò sát bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. Con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây. Con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Đó là những cái cảm nhận của cậu về những cái loài côn trùng bé nhỏ kỳ lạ. Và đặc biệt cậu có những cái ấn tượng rất mạnh về thế giới đầy bí ẩn của loài ong. Đó là gì? Cậu bé An từng nhận xét đó là phải hết sức tinh mắt, thính tai thì mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này. Một con, hai con, ba con, rồi một đàn mười mấy con bay nối nhau như một cái sâu chuỗi hạt cườm. Những tầng xanh cây lá có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa vụt qua rất nhanh. Đó, vân vân vân. Đó là những cái cảm nhận mà của cậu về cái thế giới bí ẩn của loài ong. Hoặc là gì? Đây, cậu còn nhận xét đó là gì? Ong đóng thành tổ ở những cái chỗ ấm, cây dày, không bị ngọn gió thốc thẳng vào và ít có dấu chân của người đi bắt rắn đốn củi lại đến. Những con ong vẫn nối nhau bay đi bay về trên tổ, trước mặt chúng tôi kia. Con nào cũng lượn một vòng tròn trước khi mà đáp xuống, và người ta bảo rằng đó là vũ điệu báo hiệu của loài ong. Đó là những cảm nhận của cậu về các loài vật ở trong rừng U Minh. Ngoài những cái ấn tượng sâu sắc về buổi ban mai, về nắng và gió, về các loài vật, thì An cũng có những cái cảm nhận rất sâu sắc về cây cối ở trong rừng. Đó là rừng tràm xanh mát với những nhánh gai chắn ngang đường, những bụi cây hoa cúc áo, vân vân. Chúng ta thấy rằng từ các chi tiết này, những bức tranh thiên nhiên cho thấy An có cái khả năng quan sát tinh tế, có tâm hồn trong sáng, biết phát hiện, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó là cái vẻ đẹp phong phú và đầy chất thơ của rừng U Minh. Đó là chúng ta vừa tìm hiểu xong cái phần đó là cảnh sắc thiên nhiên của rừng U Minh qua cái nhìn của nhân vật An. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về một nhân vật ở trong tác phẩm đoạn trích Đi lấy mật, đó chính là nhân vật Cò. Nào, chúng ta thấy, vậy thì theo em nhân vật Cò là một cái cậu bé sinh ra và lớn lên ở đâu? Và điều gì thì khiến em khẳng định như vậy? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm các chi tiết liên quan đến nhân vật Cò, từ cái hình dáng, cử chỉ, lời nói cho đến hành động. Thì chúng ta thấy rằng nhân vật Cò được hiện lên qua các chi tiết như là gì? Qua cái lời kể của nhân vật An thì Cò hiện lên. Thằng Cò thì đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vỏ nước, mấy gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại, trên thúng úp chiếc nón lá rách. Hoặc là gì? Đây chúng ta quan sát cái bức tranh này thì chúng ta thấy đây là hình ảnh tía nuôi của An, đây là hình ảnh Cò và đây là hình ảnh của cậu bé An. Đó. Ngoài ra thì còn có các chi tiết khác liên quan nhân vật Cò, đó là gì? Đây, chúng tôi đã bơi xuồng đi từ lúc gà vừa gáy rộ canh tư. Thằng Cò thì coi bộ chưa thấm tháp gì, cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngày trong rừng còn chả mùi gì nữa là. Đó là những cái lời chia sẻ của cậu bé An về những cái cảm nhận của cậu bé An về nhân vật Cò. Hoặc là gì? Qua cái cuộc đối thoại giữa Cò và An thì chúng ta thấy rằng đây, chim đẹp quá, Cò ơi, tôi tặc lưỡi kêu lên. Thứ chim cỏ này mà đẹp gì? Ở đây nhiều chim quá, thứ đồ bỏ, không ăn thua gì đâu. Mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết.
Chúng ta thấy trong cái lời thoại này thì chúng ta thấy rằng nhân vật cò có vẻ là rất am hiểu về sân chim, về rừng U Minh. Đó. Hoặc là đây, một cái lời thoại khác đó là gì? Tôi lại hỏi, sao biết nó về cây này mà gác kèo? Thằng mau quên hé, vậy chớ mấy bữa nay má nói gì cho mày nghe đó? Nó chảnh môi ra cười hì hì, trông cái miệng thấy ghét quá. Đó, đó là những chi tiết liên quan đến nhân vật cò. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái chi tiết khác. Từ các chi tiết này chúng ta thấy rằng cò chính là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở vùng đất phương Nam. Bởi vì cò đi rừng rất nhanh nhẹn và thành thạo, cò có nhiều những cái hiểu biết về sân chim, về rừng U Minh, về gác kèo ong, vân vân. Đó, đó là nhân vật cò. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhân vật người kể chuyện xưng tôi ở đây, đó chính là nhân vật An. Xem là cậu bé An có những cái đặc điểm, tính cách gì. Để tìm hiểu về nhân vật An, chúng ta sẽ tìm cho cô các chi tiết miêu tả về ngoại hình, về lời nói, hành động, suy nghĩ, cảm xúc và mối quan hệ của nhân vật An với các nhân vật khác trong câu chuyện. Thì chúng ta thấy rằng trong văn bản Đi lấy mật, nhân vật An hiện lên với những cảm nhận của mình về tía nuôi, về má nuôi và về cò. Cậu cũng có những cảm nhận về thiên nhiên của rừng U Minh và đặc biệt là những suy nghĩ về cách ăn ong của người dân vùng U Minh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô lần lượt đi tìm hiểu. Thứ nhất là những cảm nhận về tía nuôi, má nuôi và về cò. Vì chiến tranh mà An bị lạc gia đình, được tía má của cò nhận làm con nuôi và được họ yêu thương bao bọc như con đẻ. An cảm nhận được tình thương của tía và má dành cho mình. Ngay trong đoạn trích Đi lấy mật, chúng ta thấy có những cái chi tiết mà cậu đã từng chia sẻ, đó là gì? Quả là tôi đã mệt thật. Tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi mà biết. Má nuôi tôi thì vò đầu tôi, cười rất hiền lành, vân vân. Đó. Vì vậy mà An rất yêu quý tía má và luôn nghĩ về họ với tình cảm gần gũi, thân thuộc và ấm áp. Thế còn với cò? Với cò, cũng có lúc thì An cảm thấy ghen tị vì cò đi rừng rất thành thạo và hiểu rất nhiều về rừng U Minh. Nhưng nỗi giận hờn con trẻ chỉ thoáng qua và An luôn ngạc nhiên, ngưỡng mộ về cái sự nhanh nhẹn và hiểu biết về rừng U Minh của cò. Ngoài những cảm nhận của cậu bé về tía nuôi, về má nuôi và về cò, về gia đình mới của mình, thì An cũng có những cảm nhận về thiên nhiên của rừng U Minh. Như chúng ta đã từng phân tích ở phần trước, những cái cảnh sắc thiên nhiên rừng U Minh, thì chúng ta thấy cậu có những cảm nhận về rừng U Minh, đó là một cái vẻ đẹp phong phú và đầy chất thơ. Và đặc biệt thì An cũng đã có những suy nghĩ khi mà nghe má nuôi của mình kể về cách ăn ong của người dân vùng U Minh. Cậu đã so sánh cách thuần hóa ong rừng của nhiều dân tộc trên thế giới với cái cách thuần hóa ong của người dân vùng U Minh. Đó là gì? Theo như lời thầy giáo của tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc vại, có đục thủng nhiều hàng lỗ con vòng quanh miệng và quanh đáy. Người Mễ Tây Cơ thì làm tổ nuôi ong bằng đất nung, như một cái ống có hai cái loa hai đầu, giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí, dùng hai sợi thừng treo lên cành cây. Người Ai Cập thì lại nuôi ong trong những cái tổ bằng sành, hình ống dài, xếp chồng lên nhau và đặt trên bãi cỏ. Người Phi Châu thì lại đục ruỗng ruột một khúc thân cây, vít kín hai đầu, chỉ chừa một lỗ khoét nho nhỏ cho ong ra vào, treo lên cây bằng một cái đoạn dây nhỏ có mấu. Người xứ Tây Âu thì lại xây cái tổ ong lại lợp bện bằng rơm đủ kiểu với hình thù khác nhau. Và cậu nhận xét đó là không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như ở vùng U Minh này cả. Như vậy thì qua cái cảm nhận của cậu bé An thì cách ăn ong của người dân vùng U Minh là một cái kiểu ăn ong rất là độc đáo. Những cái suy nghĩ liên tưởng ấy cho thấy An là một cậu bé rất thông minh và ham hiểu biết. Từ các chi tiết này chúng ta thấy An là một cái cậu bé có tâm hồn trong sáng, yêu thương tía má nuôi và cò. Cậu là một cậu bé thông minh, ham hiểu biết, phát hiện cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên một cách tinh tế. Qua tìm hiểu về các nhân vật cũng như cảnh sắc rừng U Minh trong đoạn trích Đi lấy mật, bây giờ các em sẽ cùng cô ghi lại những ấn tượng về con người và rừng phương Nam.
Nào, chúng ta sẽ cùng cô đọc lại đoạn trích và xem là cái ấn tượng của mình như thế nào về con người và rừng phương Nam. Chúng ta thấy ấn tượng về con người phương Nam đó là những con người vừa gần gũi, vừa bình dị, hồn nhiên, nhân hậu, lại vừa mạnh mẽ, phóng khoáng. Và ấn tượng về rừng phương Nam chắc chắn đó là những ấn tượng một vẻ đẹp kỳ thú, đầy chất thơ, giàu có và hoang sơ. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong các vấn đề trong văn bản đi lấy mật. Bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tổng kết lại những giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật của văn bản. Thứ nhất là về giá trị nội dung, văn bản đi lấy mật đã nói về vẻ đẹp phong phú, hoa sơ, bí ẩn của rừng U Minh và tâm hồn trong sáng, tinh tế, vừa gần gũi, bình dị, hồn nhiên, nhân hậu, lại vừa mạnh mẽ, phóng khoáng của người dân nơi đây. Và để làm nên thành công của văn bản thì chúng ta sẽ phải kể đến các yếu tố về mặt nghệ thuật, đó là lối miêu tả thiên nhiên và con người tinh tế, sinh động, quan sát tỉ mỉ, sử dụng nhiều giác quan và đặc biệt là ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương. Và tiếp theo Kem sẽ cùng cô đến với phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần 5 viết kết nối với đọc. Kem sẽ thực hành đề bài trong sách giáo khoa, đó là chúng ta sẽ viết đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu trình bày cảm nhận của em về một chi tiết thú vị trong đoạn trích đi lấy mật. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô thực hiện đề bài này. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta như sau. Chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu thứ nhất là về mặt dung lượng, viết một cái đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu. Chúng ta đảm bảo về mặt dung lượng gồm có bố cục đảm bảo 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Đoạn văn thì mạch lạc. Về nội dung thì các em sẽ cảm nhận về một chi tiết thú vị trong đoạn trích đi lấy mật. Vậy thì trước hết là chúng ta phải nêu được, xác định được cái chi tiết mà mình lựa chọn, mình cảm thấy thú vị. Và sau đó là mình trình bày cái cảm nhận của chính bản thân chúng ta. Nào, có thể có nhiều chi tiết mà chúng ta cảm thấy thú vị ở trong đoạn trích này. Ví dụ như là những chi tiết miêu tả về thiên nhiên rừng U Minh, về không khí trong rừng, về một loài cây, một loài vật, vân vân. Hoặc là chúng ta cũng sẽ có những cái cảm nhận về những chi tiết thú vị khắc họa tính cách của nhân vật như là ngoại hình, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, vân vân. Cô lấy ví dụ về một cái chi tiết miêu tả dáng vẻ bề ngoài của An trong đoạn văn sau đây. Đoạn trích đi lấy mật trích đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi có rất nhiều chi tiết thú vị, trong đó phải kể đến chi tiết miêu tả dáng vẻ bề ngoài của An. Đây là một cái câu mở đầu trực tiếp. Và chúng ta thấy là có cái chi tiết giới thiệu được cái chi tiết ấn tượng ở đây, đó là gì? Tôi đã chen vào giữa quẩy tòn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua, trong khi thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vỏ nước, mấy gói cơm nắm, vân vân. Rồi, chúng ta bắt đầu phát biểu cái cảm tưởng về cái chi tiết này. Đó là gì? Đây, chi tiết này cho thấy An được gia đình cò rất yêu thương và cậu cảm nhận được tình yêu thương ấy. Má nuôi thì ra tận ngoài xóm bìa rừng để mượn cái gùi nhỏ để An có món đồ mang đi rừng vừa với sức mình. Tía nuôi, má nuôi và cả cò đã dành cho An sự ưu tiên vì An chưa quen với cái cuộc sống lao động vất vả và cái việc đi rừng khó nhọc. Chi tiết ấy cũng thể hiện được cảm giác ấm áp và lòng biết ơn của An khi nghĩ về má nuôi. Đó. Đây chính là một cái đoạn văn mẫu. Một đoạn văn mẫu đảm bảo về mặt dung lượng cũng như là về mặt nội dung, nêu lên được những cái cảm nhận, những cái ấn tượng của người viết về cái chi tiết miêu tả dáng vẻ bề ngoài của An. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong toàn bộ văn bản đi lấy mật trích đất rừng phương Nam của tác giả Đoàn Giỏi. Cô chúc các em có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.